Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn những công dụng của nước hồng sâm cũng như là bóc hộp sản phẩm này để các bạn có thể là quan sát kỹ hơn. Nước hồng sâm cao cấp Hàn Quốc Pochon thì được chiết xuất từ những củ hồng sâm 6 năm tuổi. Chính vì vậy mà nó mang lại nhiều công dụng cho người dùng, chẳng hạn như làm việc phòng chống đột quỵ, điều hóa huyết áp, ngăn ngừa tiểu đường phòng chống lão hóa sớm hay là bệnh tim mạch thậm chí là còn mang lại sức khỏe tốt cho người dùng và từ xa xưa thì hồng sâm đã được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày rồi đặc biệt hơn là nước uống hồng sâm pô trơn còn là sản phẩm được tinh chế không chỉ từ những củ hồng sâm 6 năm tuổi mà còn được kết hợp với các loại thảo mộc tự nhiên như là uh, táo đỏ hàn quốc nấm linh chi hay là cây bạch chỉ quế và can thảo sản phẩm này thì chứa đầy đủ các dạng saponin Đặc trưng của hồng sâm cũng như là nhiều loại vitamin có lợi cho cơ thể. Chính vì vậy mà nước hồng sâm cao cấp Pochon được nhiều khách hàng của Korea Shop 24 giờ sử dụng. Và các khách hàng thì còn giới thiệu tới anh em bạn bè với mong muốn là tất cả mọi người đều có sức khỏe dẻo dai nhất. À, vâng như các bạn có thể thấy thì trên tay mình đang là một hộp sản phẩm nước hồng sâm cao cấp Pochon đến từ Hàn Quốc. Thì như chúng ta có thể thấy ở phía góc hộp thì sẽ có logo bảo trợ của nhà tài trợ là Samsung cũng như là cờ Hàn Quốc để chứng minh sản phẩm này. ở ngoài ra thì bên này cũng sẽ có thêm logo và quan trọng hơn là ở trên phần nắp hộp thì sẽ có một cái tem đó gọi là tem uh, niêm phong sản phẩm. thì để chứng minh rằng là sản phẩm này sẽ chưa có ai bóc từ khi uh, sản xuất cho đến khi là bạn mua. ngoài ra nữa một điều khá là quan trọng nếu như các bạn muốn chứng minh uh, và muốn xem là sản phẩm này có đúng xuất xứ từ Hàn Quốc hay không và thông tin sản phẩm như thế nào các bạn có thể check mã vạch tại đây các bạn có thể check mã vạch qua cái mã cốt như thế này à, và các bạn hãy nhớ nhá ở dưới này bên trên sẽ là ngày sản xuất của sản phẩm còn ở bên dưới này sẽ là hạn sử dụng của sản phẩm và bây giờ thì kiều anh sẽ bóc hộp sản phẩm này ra để các bạn có thể là xem bên trong những hộp nước hồng sâm sẽ như thế nào nhé Hộp thì rất là chắc chắn và trông rất là sang trọng. Đây. Bên trong một hộp to thì như kiểu anh vừa mới bóc thì sẽ có 3 hộp nhỏ như thế này. Ở mỗi hộp như thế này thì có 10 gói. Bây giờ thì Kiều anh sẽ bóc bên trên gói này ra để quý vị có thể là chứng kiến được những gói nhỏ ở bên trong sản phẩm. Với sản phẩm này thì bạn sử dụng vô cùng đơn giản. Mỗi ngày thì đối với người lớn chỉ cần uống một gói trong vòng một ngày. À, còn nếu như đối trẻ đối với trẻ nhỏ từ 9 cho đến là 15 tuổi thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống một nửa gói à, còn lại thì chúng ta hãy bảo quản ở nhiệt độ lạnh đó là từ 0 cho đến là 5 độ C và kể cả ở trong một chiếc hộp nhỏ như thế này thì cũng có mã vạch và chúng ta có thể trách được cái mã vạch này để ra thông tin của sản phẩm các bạn nhé uhm, với một sản phẩm như thế này thì khi mà các bạn dùng thì chúng ta sẽ dùng được trong vòng khoảng độ là một tháng đây là bên trong của chiếc hộp nhỏ này Thì như chúng ta có thể thấy là ở đây có 10 gói như thế này để chúng ta có thể là uống trực tiếp à Đây ạ Với gói nhỏ như thế này thì chúng ta cũng vẫn có thể thấy là logo của Samsung Cũng như là cờ của Hàn Quốc ở đây Ngoài ra thì chúng ta nếu muốn an toàn thêm một lần nữa Thì chúng ta có thể trách mã vạch ở trong gói nhỏ như thế này Và ô ở bên cạnh mã code để check sản phẩm này Chính là lượng thành phần của cái sản phẩm này À, và các bạn cũng nên nhớ rằng khi sử dụng sản phẩm này à, để hiệu quả nhất thì chúng ta có thể là kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh cũng như là tập luyện thể dục thể thao Vâng, vừa rồi là cận cảnh sản phẩm nước hồng sâm cao cấp cô trơn cũng như là những công dụng của sản phẩm này à, Với những công dụng tuyệt vời như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này thôi đúng không ạ? Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Hoặc là các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được tư vấn trực tiếp. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!